như một pho tượng vậy, mà trong đó đầy khổ đau và chấp vào cái thân năm uẩn này. Điều này chúng ta nhận thức qua cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì chúng ta biết được là cái người nào mà chấp thân năm uẩn này là của mình á, là người đó đang bị khổ đau, cuộc sống không tự tại. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng Lakkhana Anatta Sutta, Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, sắc là thường hay vô thường, tức là sắc uẩn đó. Hôm nay chúng tôi xin trước khi chia sẻ sâu vào bài pháp, chúng tôi xin nói sơ cái bài kinh này để cho quý vị nhận thức thêm. Cái thân chúng ta đây á, thì Đức Phật ngài nhìn vào đó, ngài chia ra là năm uẩn. Nghe cho kỹ, nó hợp thành cái thân này nè, đang ngồi đóng trước mặt này nè. Thì gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cái được gọi là chúng sanh thật ra chỉ là danh sắc, nói rộng hơn một chút là năm uẩn. Năm cái uẩn này là uẩn là khói, nó hợp lại thành một cái con người hay là một chúng sinh. Và năm uẩn này thì gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì Đức Phật ngài mới hỏi là: này chư tỳ khưu, sắc uẩn là thường hay vô thường? Thì chư tỳ khưu này trả lời là gì? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp: này chư tỳ khưu, thọ uẩn là thường hay vô thường? Thọ là cảm giác đó, trong cái con người này nó có cảm giác nha. Khổ lạc ưu hỷ xả, năm thọ nói rộng, nói hẹp thì ba thọ là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Mà nói rộng á là năm thọ, là khổ lạc ưu hỷ xả. Cái thọ khổ là của thân, thọ lạc cũng của thân. Thân mà nó khỏe thấy nó lạc, mà thân mà nó bệnh nó đau thấy nó khổ. Thọ ưu là cái buồn của tâm, gặp chuyện không hay, không như ý, bất tự nguyện là khởi lên cái thọ ưu. Hỷ là cái niềm vui của tâm, gặp cái người mà mình quan hỷ, mình vui vẻ, cái tự nhiên có cái niềm vui. Xả là cái cảm thọ không vui không buồn, không khổ không lạc, cái tâm quân bình. Như vậy thì trong cái thân này nó ngoài cái sắc uẩn, cái thân này làm cái sắc uẩn là chúng ta có cái gì? Cảm giác thọ, thọ uẩn. Hằng ngày hết vui rồi buồn, hết buồn rồi vui, khổ lạc u hỷ xả. Nhớ giùm chúng tôi năm cái thọ này: thọ lạc khổ, thọ lạc, thọ u, thọ hỷ, thọ xả, thọ uẩn. Tưởng uẩn, tưởng uẩn là gì? Là cái trạng thái tâm nhớ lại quá khứ, nhớ lại quá khứ, chuyện đã qua rồi chúng ta nhớ lại, đó là gọi tưởng uẩn. Những người lớn tuổi hay sống về quá khứ lắm, đặc biệt là khi soi gương á, thấy mình già cái mình nhớ lại thời thanh xuân. Có lần chúng tôi gặp bà cụ 90 tuổi, chúng tôi vô thăm hỏi chuyện, bà cụ cũng khỏe lắm, mà bà cụ già rồi, lớn 90 tuổi rồi mà cái dốc dáng với cái sắc mặt rất là đẹp mà cao ráo dữ lắm. Thì chúng tôi vô tình chúng tôi mới nói: chắc ngày xưa cụ đẹp lắm, ánh mắt này, dáng dấp này, tướng đi này, mà 60 năm về trước chắc cũng biết bao nhiêu là vương tôn công tử mà dõi mắt nhìn theo. Khi nói với cụ: ủa sao biết hay vậy? Để tôi cho coi cái hình, tôi mặc áo dài chụp cái 60 năm về trước. Tự động làm cái tưởng lại cái thời đó. Mà thật sự cụ ngày xưa là cũng là sắc nước hương trời, nhưng mà năm nay là 80-90 tuổi rồi, nhưng mà nói ngay là cũng trạng lại. Cho nên con người mình hay nghĩ về quá khứ, rồi lại giọng móng tương lai, tưởng uẩn. Hành uẩn là tất cả những cái sở hữu còn lại để mà hợp thành cái con người một chúng sanh này. Thì năm cái này Đức Phật ngài hỏi là vô thường hay thường.
Thì chư tỳ khưu mới trả lời là gì quý vị? Là gì? Là vô thường. Cái thân này theo quý vị là thường hay vô thường? Vô thường. Nói mạnh lên chút đi. Biết sáng ban tổ chức có tài trợ cho ăn điểm tâm chưa? Có chưa? Có rồi. Cho nên bây giờ là đừng có nghĩ về cái thân này nữa, mà phải nghĩ về pháp, chú tâm nghe pháp. Thì nói tóm lại, ngũ quẩn thì cái thân này đúng không? Thân tâm này. Thì theo quý vị cái thân tâm này là vô thường hay thường? Vô thường. Rõ ràng Đức Phật ngày mới hỏi tiếp, cái gì vô thường? Thời cái đó là khổ hay lạc? Chư tỳ khưu trả lời là khổ. Mà cái gì vô thường là khổ, thì có nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Thì chư trả lời là không. Nhưng mà mình thì ngược lại. Mình thì đã biết cái này vô thường rồi, mà nó vô thường là khổ rồi. Giờ mình ôm ấp cái ngũ quẩn này, chấp năm quẩn này là mình, thì đồng nghĩa với gì? Mình đang ôm ấp cái gì? Là mình đang ôm cái khổ đau vào người. Đó, hôm nay tôi mình là cái dạng là vì vô minh, vì ái dục, cho nên mình mới gì? Đã biết vô thường mà còn phiền não. Đã biết phiền não mà còn khổ đau. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc. Còn ngu hơn nữa là gì? Đã biết trói buộc mà không chịu buông nữa. Vỗ tay. Đó, chúng tôi phát họa sơ cho quý vị thấy được cái bản chất thật của cuộc đời này, về con người này. Đức Phật ngày dạy một cái chân lý, cuộc đời là khổ, khổ đế. Cho nên người ta hay có một câu là đời là gì quý vị? Đời là bể khổ, đúng không? Cuộc đời này là bể khổ, là cái biển khổ. Mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta phải thấy được cái sự khổ của cuộc đời. Quan trọng cái khổ này cần phải nhận thức, cần phải hiểu rõ. Cho nên đã sanh vào cuộc đời này mà đời là bể khổ, thì chúng ta đang ở trong cái gì đây? Ở trong cái bể khổ. Đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời. Vỗ tay. Đời là bể khổ nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ nên nhổ răng là phải đau. Vỗ tay. Hôm nay quý vị chỉ có việc một việc làm rất là vỗ tay thôi. Hám nè. Đời là bể khổ nên răng đau là phải nhổ, chứ không nhổ sao chịu nói. Nhưng mà đời là đau khổ mà nhổ răng thì phải đau. Sống trong cuộc đời này thì phải. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị nhận thức được cái bản chất cuộc đời này là đau khổ, đường nào nó cũng khổ đó. Bây giờ trước mắt cái thân này nó già thì răng nó yếu rung rơ, đau quá. Răng lúc trước mới sinh ra nó còn nguyên, mà lâu ngày nó bị sâu rồi nó đau quá đi. Mà răng đau thì phải nhổ. Đó, cuộc đời mà đời là bể khổ thì nhổ răng thì phải sao? Cái đó đâu chạy nổi. Hãy lọt vô trong cái bể khổ này rồi thì chúng tôi xin xác định lại là sao nè? Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đó. Đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, khỏe cũng khổ, mà bệnh cũng khổ. Nói tóm lại, trước sau gì nó cũng khổ. Nhưng mà Đức Phật ngày nêu lên cái sự khổ này, rồi ngày tiếp tục nêu ra con đường để thoát khổ đó. Chứ không phải ngày đạo Phật không đưa người ta vào ngõ cụt nha. Có nhiều người nói thôi con đi chùa đâu sư, đi chùa vô chùa sư nó cái gì nó cũng khổ. Quái quá, con đang sống vui tự nhiên vô cái gì sư nói cũng rồi cũng khổ. Trước sau gì cũng khổ, bây giờ đẹp cũng khổ, giàu cũng khổ, xấu cũng khổ,
rồi nghèo cũng khổ. Sao kỳ vậy sư? Cái gì cũng khổ vậy? Đức Phật ngài tuyên bố như thế này là suốt 45 năm hoằng pháp của Như Lai. Nói tóm lại, Như Lai chỉ nói có hai điều, cái gì nhớ không? Điều nhất là gì? Là ngài nói về sự khổ. Và điều thứ hai là gì? Còn đường diệt khổ. Đó. Thì hôm nay chúng tôi lên đây để chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một bài pháp có cái đề tài là gì nè? Tập sống tự tại. Có nghĩa là phải an nhiên. An nhiên trước cái cuộc đời này. An nhiên bằng cách nào? Mình biết rõ. Thí dụ như sanh ra làm người có cái thân này thì có răng, thì răng nó một ngày nó cũng yếu đi, rồi nó bị sâu đi, nó phải đau. Chắc chắn là trên cuộc đời con người này ai cũng đau răng. Chúng tôi đau biết bao nhiêu lần rồi, quý vị có đau không? Đó. Mà đau răng thì phải nhổ, lớn giá. Mà đời là đau khổ nên nhổ răng là phải đau. Tức là mình hiểu được cái dễ đem chấp nhận. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị tập sống trong cái đời sống tự tại an nhiên. Bây giờ mình hiểu rồi. Bình thường nó không hiểu, mình nhìn qua cái bà kia mình nói cái bà kia mới sướng quá. Còn mình khổ là chưa hiểu. Còn hiểu rồi thì bà cũng khổ à. Bà khổ riêng của bà, có cái khổ riêng của bà. Ví dụ như người khỏe mạnh thì phải làm công chuyện. Còn người bệnh thì được nghỉ ngơi. Trong nhà có hai anh em đi, ông anh ông bệnh thì ông anh làm sao? Ông nằm ông nghỉ. Còn em khỏe thì sao? Làm đi con, anh bệnh rồi em làm. Thì người nào cũng nó cũng có cái khổ đó. Chứ đừng có tưởng là mà mình bệnh mình khổ không. Mà cái ông kia khỏe ông. Tại vì cái ông mà mình chọn cái chấp nhận là mình khỏe để mình làm thì mình thấy nó vui. Còn mình sợ, mình chạy cái chuyện mà bệnh đó, mình nằm đó thì mình sợ. Nhưng mà hai người này xét cho cùng thì ai cũng khổ. Đã lo cái cuộc đời này rồi thì hôm nay chúng tôi muốn cái gì là khổ này cần phải liễu trì. Đều có nhân có duyên hết. Mình bệnh là đời trước mình sao? Mình hành hạ đánh đập gây thương tích khổ đau chúng sanh khác, cho nên kiếp này mình sanh ra thì mình phải mang cái thân nó bệnh. Đó đơn giản. Rồi cái ông em mình đó, ông không bệnh là vì ông là ông không có gieo cái nhân này. Cho nên thân cái này ông khỏe mạnh. Đơn giản mình hiểu vậy. Cho nên thấu muôn duyên thì không than phiền oán trách. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải thấu được cái nguyên nhân nào dẫn đến cái khổ. Thì Đức Phật ngài dạy cái nguyên nhân dẫn đến khổ là do con người mình chấp vào năm quẩn mà còn tham muốn. Cho nên thì khỏe nó cũng ham muốn, mà bệnh nó cũng ham muốn, đẹp nó cũng ham muốn, mà xấu cũng ham muốn. Cho nên hai người này đều khổ như nhau. Nhưng mà nhìn cái hiện tượng thì mình thấy ồ chà, cái ông khỏe đó ông sướng, còn cái ông bệnh đó là ông khổ. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật thì sao? Ai cũng khổ. Mà nhìn như vậy thì mình thương hết. Hiểu quý vị hiểu cái này không? Mình nhìn như vậy thì mình thấy ai cũng khổ. Như chúng tôi nhìn cái này nè. Xin lỗi nghe những cái vị mà ở trong trung tâm ung bướu, những cái vị mà ở trong những cái cơ sở khiếm thị, và những cái vị mà không có ở trong đó, chúng tôi nhìn xuống ai cũng khổ. Tại sao? Tham sân si còn đầy trong mình. Vậy xin hỏi quý vị ở trong trung tâm ung bướu với trung tâm bảo trợ khiếm thị đó, mấy cái tổ chức cơ sở xã hội đó thì khổ. Vậy tôi hỏi mấy vị ở ngoài khổ không? Khổ thấy mồ. Không có gì trả lời luôn chứ. Như vậy thì nói tóm lại thì ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác. Người khổ trước, người khổ sau. Sớm hay muộn, trước hay sau gì cũng khổ. Thì cái khổ này mình phải nhận thức nó. Lỡ sanh vào chốn bụi hồng rồi thì xin đi hết một vòng cho xong. Phải đi nó hết. Bây giờ muốn hết khổ thì sao? Muốn hết khổ thì sao nè? Phải tu học, phải học Phật. Ta nói khổ càng tu học thì khổ mới tiêu. Đó, câu này con hỏi câu hay quá. Muốn hết khổ phải sao thì trả lời luôn. Cái khổ này mình tu mình học
thì dần dần nó sẽ tiêu. Mà khổ mà không tu đó nghe con, khổ càng nhiều. Ê, đọc hai câu này cho vui nè. Đúng như câu này cô hỏi, giờ muốn hết khổ phải sao? Đọc theo nha. Khổ càng tu học, khổ mới tiêu. Khổ mà không tu, khổ càng nhiều. Hay không? Thì giờ tu học của mình là gì nè? Theo quý vị tu học là gì? Là về tu viện G7 để nghe văn kinh thính pháp, để mà chúng ta tu học. Về đây là chúng ta nghe kinh thính pháp thì mới biết con đường để mà tu. Chứ không khéo là tu mù là chết. Đừng có tưởng đâu là tu là dễ nghe. Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á nghe, khổ lu bù. Mà tu theo tà đạo thì thân tâm lỵ, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mù. Cho nên khổ càng tu học khổ mới tiêu, khổ mà không tu khổ càng nhiều. Mà muốn tu học thì chỉ có duy nhất là về tu viện G7 xá lại của Hòa Thượng Đồng Mục. Về đây thì sao? Mới văn kinh thính pháp, mới nghe, mới học, mới hiểu, mới tu. Cho nên sẵn đây tặng cho quý vị bài hát Nghe Thầy Thuyết Kinh. Là minh chứng là về đây để mà nghe kinh mà tu học đó nha. Thì nó dần dần nó mới hết khổ. Chứ bây giờ mà cứ không chịu tu học thì ở nhà đó mà nằm ở than khổ hoài nó hết không? Bệnh phải đi bác sĩ, rồi về là phải tuân thủ theo lệnh lời bác sĩ căn dặn, uống thuốc đúng giờ thì mới mong hết bệnh. Chứ bệnh nằm ở nhà mà không đi bác sĩ mà cứ than bệnh hoài thì bệnh này hết không? Không hết, bệnh càng nặng thêm. Bây giờ cái khổ của cuộc đời này Đức Phật ngày dạy như vậy đó, là bây giờ muốn hết khổ thì phải sao? Phải sao? Phải tu học. Tu thì phải học, học thì mới tu đó. Bây giờ chúng ta tu bằng cách là nghe thầy thuyết kinh đó. Vỗ tài. Nghe thầy thuyết kinh con đã ngộ thêm cuộc đời. Khi chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi. Lòng tham ít kỳ chi khổ đau, lòng tham luyện ai chỉ hại nhau. Quyết tâm tu hành làm cho đẹp thân tâm, giải thoát ngàn sao. Khi vừa biết tu con thấy đường tu là đẹp, không dưỡng bụi trần thì đời sẽ hết thương đau. Tùng kinh thứ nhất Di Đà kinh, trở về cảnh giới Di Đà tâm. Phát tâm tu hành niềm an lạc nơi tâm, con thấy vui đời. Quan Âm Bồ Tát bởi lòng từ, lòng từ ban khắp xóa đau thương. Đề vòng sanh tử dứt vô minh, thực hành quán vô minh từ đâu. Tương lai còn quyết chí hành trì, đào màu còn giải thoát sân si. Diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh, tìm về pháp tánh còn hạnh mong. Còn trì pháp hoa
mới biết Phật tâm là gì. Ba thừa chỉ một Phật tánh nơi tâm là cao quý nhất như hạt châu. Bởi vì con biết khi tụng kinh pháp âm nghe rồi liền đi vào trong tâm con thấy an lành. Hay không mà vỗ tay lớn quá vậy? Cái gì vỗ tay lớn làm trên đây ta ta hát dở là ta mất cỡ vậy đó. Hát hay không? À, tại vì sư có tưởng đâu sư hát dở mà quý vị vỗ tay lớn quá làm cho sư mất cỡ. Như vậy thì khổ càng tu học thì khổ mới tiêu. Khổ mà không tu khổ càng nhiều. Bây giờ tu thì tu sao nè? Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Bây giờ vỗ tay. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Quý vị thấy rõ điều này không? Buồn có, vui có, sướng có, khổ có, gian nan đủ điều hết. Bây giờ hỏi đời sống được bao nhiêu quý vị? Theo quý vị đời sống được bao nhiêu? Có ai nói được đời sống được bao nhiêu không? Không nói được. Ngắn có, dài có, 10 năm có, 20 năm có, 30 năm có, maximum là mấy chục năm quý vị? Mấy chục năm? Trăm hả? Trời ơi, hiếm lắm. Nhưng mà sống 100 thì nó cũng khổ dữ lắm. Đa thọ là đa gì? Đa nhục thì đa khổ. 60 thì tính năm, tức là ai 60 tuổi rồi sống được năm nào hay năm đó đó chứ ở đó mà bao mà lâu. 70 thì tính gì? Tính tháng. Ai 70 rồi nghe nhớ giùm chúng tôi là không biết con trăng này còn qua nổi không. Tháng á, không biết lết lết không biết qua đổi con trăng này không. Nghĩ vậy cho nó bớt sân si đi, bớt hơn thua đi, bớt chấp vô. 80 tính ngày đó, sáng chiều biết còn không, sáng còn tối mất là chuyện bình thường nghe. 80 90 là tính giờ đó. 100 là khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng là quý vị là phải tu tập tạo nhiều phước đức, bớt đi sát sanh hại vật. Để chi vậy? Mình có tuổi thọ. Để chi vậy? Mình tu hành. Chứ không phải tuổi thọ ra ngồi đó mà hưởng thụ nghe. Có cái thân này, có tuổi thọ để thấy được nó quyển quá vô thường mà tu hành. Cho nên chúng tôi gặp Phật tử hay chút lắm. Chút sao bây giờ? Hỏi nhiêu tuổi rồi? Nó dạ con năm nay 70 rồi. Xin nói sao không? 70 chưa phải là già. 80 mới gọi là già xương xương. 90 đời vẫn lên hương, 101 mới tìm đường về Tây Phương. Như vậy thì buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu quý vị đó? Ngắn.
mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay đó? Sống thì ít mà đắng cay nhiều. Cuộc đời này chúng tôi xin tặng quý vị một câu là niềm vui thì ít ỏi mà mệt mỏi thì quá nhiều, đúng không? Mệt đủ thứ chuyện hết. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay? Thôi thì ta tự đổi thay. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải nhận thức được khổ rồi phải tự đổi thay, chứ không ai đổi cho mình nghe. Hòa thượng ở đây cũng không đổi được cho quý vị, mà chúng tôi cũng không đổi nổi quý vị, mà quý vị phải tự thay đổi. Đức Phật ngày dạy rồi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự nương vào chính mình. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo, đạo sư là người chỉ đường thôi. Bây giờ các bậc đạo sư chỉ đường an lạc cho mình, thì muốn an lạc thì mình phải sao? Phải tự mình đi. Thôi thì ta tự đổi thay, nhớ dùm cái này, ta thay đổi lại. Thay đổi cái gì? Giữ tâm chánh niệm đừng lai động lòng, từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Từ nay cố gắng tu hành đó, nói năng suy nghĩ hướng phần từ bi, đau khổ chẳng gây làm gì, ân ân quán quán ly bì về sau. Nhân duyên dỗ đi, dỗ đi, dỗ đi. Nhân duyên kiếp này gặp nhau, nếu như không thể ngọt ngào thì thôi, phận ai nấy giữ cho rồi, đảo lai không hẹn khỏi dai trả nhiều. Vỗ tay đi. Ai mà có năm quẩn này khổ rồi đó, đi kiếm năm quẩn khác nữa, có thành 10 quẩn nó khổ gấp đôi. Cho nên mỗi lần mà đi ngang thấy cái chỗ nào mà tổ chức tiệc cưới để cho xong hỷ á, xin nói cái này không phải xong hỷ mà là xong khổ. Tại năm quẩn đã khổ rồi, cái tự nhiên đi kết với năm quẩn kia nữa thành 10 quẩn. Mà năm quẩn nó khổ muốn chết rồi, bây giờ 10 quẩn nó khổ làm sao? Chết ngắt luôn. Rồi chưa đâu, hai năm quẩn này gặp năm quẩn kia nó tạo thêm hai đứa nhỏ nữa, mỗi đứa năm quẩn nữa là 20 quẩn. Nó khổ bù đầu bù cổ luôn. Rồi chưa nữa, cái đó là mình nói là thuận duyên, là hai người kết hợp vô để mà cùng nhau chịu khổ đó nghe, gọi là chia ngọt sẻ bùi đó. Còn đằng này ổng không có chia ngọt sẻ bùi, ổng không có cùng gọi là chia sẻ khổ, mà ổng lại làm tăng thêm cái khổ đó. Thôi thì sao? Nhân duyên kiếp này gặp nhau, nếu như không thể ngọt ngào thì thôi, phận ai nấy giữ cho rồi, đảo lai không hẹn khỏi dai trả nhiều. Nhiều cô nói kiếp sau tôi không gặp ông nữa đâu, đảo lai không hẹn. Như vậy thì mình phải tập sống tự tại trong mọi hoàn cảnh. Bệnh sống theo bệnh, khỏe sống theo khỏe, giàu sống theo giàu, nghèo sống theo nghèo, tại gia sống theo tại gia, xuất gia xuất gia. Phật dạy rồi, tu theo Phật thì an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn bệnh hoạn thì sống theo bệnh hoạn nghe, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhạo. Ngộ lắm, mình hay đứng núi này mình trong núi nọ lắm, đó là cái bệnh rất này. Mình khỏe cái mình bệnh cái mình nhìn cái người khỏe mình nói trời khỏe sướng quá ha, rồi mốt cái mình khỏe cái mình nhìn cái người bệnh nó trời cái bà nào bệnh chắc bà cũng khỏe lắm mà khỏi làm gì hết trơn. Cuộc đời này ai cũng gánh lên vai cái nỗi khổ, không bồng em thì giả gạo, mà không sai lúa thì cũng phải bồng em, đúng không nè? Sanh ra cuộc đời này mỗi người có khổ. Có nhiều người nói chắc quý thầy quý sư đi tu sướng lắm đó.
Chúng tôi xin tặng quý vị một câu nói: sự thành công của bạn là bạn đánh đổi nỗi khổ này sang nỗi khổ khác. Chạy đường trừ nào nó cũng khổ, vô cái bể khổ này rồi thì phải có răng đau thôi. Làm con người thì làm ai mà không có răng đau? Đời là bể khổ mà răng đau là phải nhổ, mà đời là đau khổ răng nhổ thì phải đau. Cho nên đó là sự thành công của bạn đó, mình tưởng mình thành công nhưng mà bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Thí dụ ngày xưa mình làm công nhân á, nhân viên á, mình nhìn cái ông giám đốc chắc sướng lắm, cái mình phấn đấu nghe, mình phấn đấu hết mình tạo dựng sự nghiệp để có được điều kiện mình mở công ty ra mình làm giám đốc. Bây giờ quý vị cái chặng đường lại hỏi ông giám đốc là khổ không? Khổ, khổ quá đi chứ. Tới tháng mà chi lương rồi trời ơi, suy nghĩ nát óc. Mấy người làm chủ á, khổ cái là tới tháng hoài à. Mà cuối tháng là phải xả sao? Chi lương, trời ơi, nhức đầu. Rồi lúc đó cái người giám đốc mới nói làm chủ á, nói trời ơi, phải chi mình làm nhân viên sớm biết mấy ta. Cứ đến tháng mình lãnh lương mình về mình khỏe. Cứ sáng xách xe đến công ty làm, xong chiều về cái tới tháng cái lãnh lương nó khỏe. Còn cái ông chủ á, trời tới tháng trả lương mà. Mà cái này rất thực tế nghe. Hồi đó chúng tôi vào chùa làm điệu á, phải chấp tác, phải công phu, phải làm việc chùa dữ lắm, tất bật. Đằng trước ra làm sao trên chánh điện xuống bếp làm dữ lắm. Cái nhìn thấy vị trụ trì á, trời ơi trụ trì sướng quá, quá sướng. Ở trong phòng xong cái Phật tử ra tiếp xong cái về cái vô nghỉ, trời ơi trụ trì sướng quá. Cái mơ đúng 20 năm sau quý vị lên trụ trì. Thì lúc đó mới thấy cái chú tiểu là mới vô chùa nó quét lá gì mà nó khỏe. Bởi vì trụ trì có cái nỗi khổ của trụ trì. Trụ trì khổ lắm ai ơi, làm dâu trăm họ người đời khen chê. À chỗ ai đúng rồi. Tối ngày tất bật bộn bề, đói no ai biết não nề ai hay. Một mình lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lao nhà. Gạo cơm điện nước bôn ba, trụ trì lo chạy kiếm tha mang về. Kể ra là cuộc khắc ê chề, bà con trách móc cam lê thế à. Trụ trì lo bảy lo ba, lo tâm lo trí chánh tà phân minh. Tham thiền giảng đạo thiết kinh, thức khuya dậy sớm một mình công phu. Khổ lắm. Thì lúc đó cái ông trụ trì ông nhìn cái chú tiểu mà quét lá đó, quét lá đa đó mới là hạnh phúc. Còn cái lúc mà mình làm chú tiểu thì mình nhìn thấy ông trụ trì hạnh phúc. Thì như vậy rằng là cái cuộc đời này gọi là bể khổ mênh mông sống ngập trời đó quý vị. Khách trần một chiếc thuyền chèo chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Như vậy thì muốn hết khổ thì chỉ có những gì? Tu học, nhớ nghe. À, tu học thì mới hết khổ. Mà mỗi lần quý vị mà tu học thì người khác, người có tu nhìn vô, người có trí tuệ nhìn vô không mừng. Chúng tôi mà nghe quý vị mà đòi tu học, tháng nào cũng đòi lên tu viện G7 này tu học thì chúng tôi mừng. Vì vậy mà tặng cho quý vị một cái bài hát là Về Bên Cõi Phật. Là nghe quý vị mà chuyên tâm tu học để mà bớt khổ đau thì chúng tôi thấy hoan hỷ. Chứ quý vị chạy trừ không có nắng. Cái nhà mà nó cháy rồi, cái tam giới như nhà lửa rồi đó, nó cháy rồi thì quý vị chạy ra đằng trước nó cũng chết, mà chạy ra đằng sau nó cũng chết, mà thậm chí quý vị chui vô lu nước nó còn chết dữ nữa. Cháy là cái lu nước nó sôi lên cũng chết. Thấy không nè, mình ở trong cái gì mình phải thôi, tức là mình phải làm sao thoát ra khỏi cái nhà ngũ quẩn này thì mới hết khổ. Cái thân này giống như một ngôi nhà vậy đó, mà lửa phiền não nó đang cháy. Cháy nhà bếp quý vị tưởng đâu là mình chạy nhà trên để mình thoát, nhưng mà rồi nó cháy từ từ nó cũng cháy lên thôi, cũng chết. Mà nó cháy nhà trên chạy xuống nhà bếp núp nó cũng chết. Thậm chí chui vào lu nước đi,
nó mát vậy đó, nhưng mà chút xíu nữa cháy cái nhà, cái nước nó sôi lên cũng chết. Chết đó còn ghê hơn nữa. Ở ngoài chết cháy, còn trong là chết nước sôi. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái nhà này thì sao? Thì phải lo tu học. Cho nên nghe ai tu chúng tôi mừng lắm. Vừa rồi hòa thượng mới nhắn tin nói thỉnh sư Chánh Định về tu viện G7 giảng pháp cho Phật tử tu học, mừng muốn chết. Bây giờ tặng quý vị bài hát Về Bên Cõi Phật. Chỉ có Về Bên Cõi Phật thì mới hết. Nghe ai phát tâm lo tu sự mừng thầm mà niềm vui khôn xiết. Cảnh đời ngày càng đau thương mấy ai đâu mà lo sửa mình. Đường Tây Phương ngày đêm rộng mơ mà người không ai đến nơi, cứ sai đắm hoài cõi trần khổ đau thân đọa đày. Tu đi trở nên nghi nan cho lỡ làng, đời thôi nên chán. Gắn lòng niệm Phật ăn chay để mai đây về bên cõi Phật, đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hôi tâm khổ đau, đã bao kiếp rồi đắm chìm biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây Phương, sướng vui ngàn năm chẳng buồn. Sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành à, cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau chân đến nơi Tây Thiên à, cho cuộc đời à, bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hạt rong chơi cánh an vui, rộn vang tiếng cười đầy thân tiên nào ai hay biết. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Nhớ tu cho thật thà nha. Đời nó giả dối rồi, vô tu mà nó không thật thà nữa, nó buồn dữ lắm. Cho nên cái câu cuối chúng tôi xin nhấn mạnh là cái con đường về Tây Phương nó không có xa. Khó khăn tiếc là gì? Lòng mình chẳng tu cho thật thà. Cho nên chúng tôi mong quý vị rồi phải nhớ là phải tu cho nó thật, thật thà. Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu. Khi tu thì phải ra tu nghe. Mắt tai miệng lưỡi công phu hằng ngày mới được, chứ bỏ lơ ra là không được. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở về với tu viện G7 Xá Lợi ở tại phường Phước Tân, Phước Hòa, Đồng Nai để gặp gỡ, chia sẻ Phật pháp với quý vị. Bài giảng hôm nay chúng tôi giảng có tựa đề gì nè? Tập sống tự tại, đúng không? An nhiên tự tại. Vì mình chưa hiểu thì mình còn bực bội, sân si. Còn mình hiểu rồi thì sao? Không có gì phải bực bội, sân si. Ví dụ mình mà muốn có sống tự tại thì mình phải thấu muôn duyên, thì không than phiền quán trách nữa. Mình biết bản chất cái cuộc đời này là nó vận hành theo nguyên lý nhân quả. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp mà.
cái sự hiện hữu của chúng ta trong đời này là do cái kết tinh của nhiều cái nghiệp đời trước nó tạo ra. Tại sao nó tạo ra người như thế này, người như thế kia là tất cả đều do duyên, những nghiệp. Tại sao nó tạo ra một người thì khỏe, một người thì bệnh, một người thì thông minh, một người thì kém trí, một người thì giàu, một người thì nghèo, vân vân và vân vân. Như vậy thì nó vận hành theo duyên, duyên nghiệp. Mà hãy biết ta sanh ra đời để trải nghiệm. Sao nhiều người lại cái thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Ai đài mình? Nghiệp của đại mình chứ ai đại mình? Mà nghiệp này của ai? Của mình. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận cái cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tài, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Có ông chồng mà ông gây cho mình phiền não khổ đau quá. Tối nay ông đi nhậu về, gõ cửa mình ra, mở cửa mình phải nói một câu cho nó nghe nó mát là: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Hôm nay em đi chùa cũng nghe sư giảng rồi, em sanh ra đời để trải nghiệp. Thôi em đón cái nhân quả nghiệp báo của em vô, bể vô, ngồi đây để em lấy khăn lạnh em lau mặt cho. Chứ bây giờ sân si lên chửi mắng cỡ nào đi nữa ngày mai em cũng đi nữa. Nhân quả nghiệp báo của mình mà, không đi nữa. Rồi nhăn nhữ, rồi cử nữ, rồi sân si, rồi khổ đau, rồi than trách đủ thứ hết, than riết vô tới chùa luôn. Sư phụ, chồng con làm con khổ quá, con của con làm cho con khổ quá. Rồi cuối cùng sư phụ mới nói một câu là: đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Trụ trì như hòa thượng đây cho ông xây cái kho mà để chứa đựng cái nỗi khổ niềm đau của quý vị đến đây mà trút thì thôi không biết bao nhiêu cho dù. Rồi mỗi người trút một chút, mỗi người trút một chút, cái xây cái kho cho mở ưa cỡ như tổng kho Long Binh vậy đó mới chứa đựng được nổi. Thì thôi thì hôm nay đơn giản chúng tôi giảng một cái bài pháp là tập sống tự tại, an nhiên tự tại. Vì là sao? Tu theo Phật mà thì phải an nhiên tự tại. Quý vị thấy Đức Phật an nhiên tự tại không? Bây giờ nhìn lên Đức Phật coi, ngài ngồi rất an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui, Đức Phật đâu ai làm ngài buồn được. Bây giờ quý vị có đứng đây mà xăn tay áo lên mà sân si chửi mắng Đức Phật, là Đức Phật thì cũng an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Khi dứt lời chia tay quý vị, hẹn làm sao có duyên gặp lại. Gặp nhau mà vui thì hẹn nha. Còn mà gặp nhau mà không vui thì sao? Phận ai nấy giữ cho rồi, đáo lai không hẹn, khỏi dài trả nhiều. Nếu mà gặp nhau mà còn vui á thì mình còn hẹn để mình tiếp tục mình tu á. Gặp nhau trong thiện pháp thì được nha, chứ gặp nhau trong ác pháp thì thôi, đường ai nấy đi cho rồi. Mà nãy giờ quý vị thấy có vui không? Vậy là còn hy vọng gặp nhau ha. Đáo lai là mình hẹn gặp nhau, chứ còn không thì thôi, đáo lai không hẹn, khỏi dài trải nhiều cho nó mệt. Thì trước khi dứt lời để tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại lần sau, Chánh Định xin nói lời tri ân đến Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức Tăng cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử thính chúng có mặt trong buổi sáng hôm nay. Quý vị đã cho Chánh Định một cái không gian thời gian để chia sẻ bài pháp này rất là tuyệt vời, với cái không gian rộng rãi, khí hậu thì mát mẻ, không có miếng nắng nữa. Hôm nay trời thương, không có nắng. Rồi trời thì oi chút nhưng mà có những cái quạt máy rất là to, quạt tới quạt luôn. Đúng là một cái không gian, thời gian vô cùng lý tưởng. Mà buổi sáng nữa, không có buồn ngủ nữa, năng lượng nó còn dồi dào nữa. Ngồi nghe mà vỗ tay rần rần nữa. Cái buổi chiều đi biết, như bánh bao rồi, chiều rồi. Ngồi đâu sệ đó, mặt thì phải kéo xuống, cái kéo lên mới được chứ không để không nó sệ xuống. Muốn vui phải kéo lên mới cười được.
Thì Chánh Định xin được tri ân đến Hòa Thượng cùng toàn thể đạo tràng Phật tử. Cảm ơn quý vị thật nhiều vì quý vị giúp cho Chánh Định để hoàn thành cái bài giảng này. Kính chúc Hòa Thượng Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý vị thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đạo tràng Tá Lợi Bảy, chúng con rất là phước báo đầy đủ được thầy trở về Tá Lợi để giảng cho chúng con nghe một bài pháp an nhiên tự tại, để chúng con được sống an vui trong cuộc sống đầy bon chen tội lỗi này. Vậy tất cả chúng con nơi đây đồng ngồi cạnh bên thầy, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy có được nhiều sức khỏe để thầy giảng pháp cho chúng con nghe. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn